Cập nhật giá xe Suzuki XL7 nghiêm yết và lăn bánh mới nhất đầy đủ các phiên bản. Suzuki XL7 thế hệ hoàn toàn mới là sự kết hợp giữa khả năng vận hành vượt trội, ngoại hình cá tính và khoang nội thất tiện nghi. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam với duy nhất một phiên bản. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Suzuki XL7 là các mẫu xe MPV Line SUV như Mitsubishi Xpander Cross, Honda BRV 2 Toyota Rush. Suzuki XL7 phân phối tại thị trường Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 06 màu ngoại thất, cam, khaki, đỏ rượu, xám, trắng, đen. Tham khảo thiết kế xe Suzuki XL7 2021, ngoại thất. Suzuki XL7 sở hữu thiết kế khỏe khoắn và cá tính. Phần đầu xe trông sắc nét với cụm đèn pha LED đi cùng đèn chiếu sáng ban ngày nổi bật. Lưới tản nhiệt được mạ chrome sang bóng, cản trước và các chi tiết chắn bùn đều mang vẻ thể thao. Bên cạnh đó, đèn pha LED dạng phản quang cũng mang đến sự cuốn hút cũng như gia tăng ánh sáng cho người lái. Cụm đèn hậu lớn hình chữ L mang thiết kế 3 chiều độc đáo với đèn đuôi LED và đèn rừng. XL7 được trang bị bộ mâm hợp kim 16 inch, kết hợp cùng hai thanh giá nóc tăng độ thể thao. Đôi xe khá giống với Suzuki Etiga nhưng phần cản sau có thiết kế cá tính và thể thao hơn. Nội thất Suzuki XL7 2021 được bố trí hợp lý với 3 hàng ghế đủ cho 7 người lớn. Một số trang bị đáng chú ý trên khoang cabin xe gồm Màn hình giải trí cảm ứng trung tâm 10 inch, điều hòa chỉnh cơ phía sau, điều hòa tự động phía trước, khởi động nút bấm. Vô lăng dạng đê cắt, ghế nỉ, bảng đồng hồ đường viền màu đỏ, mặt đồng hồ nền xám, gương chiếu hậu bên trong chỉnh tay hai chế độ ngày đêm, ổ cắm phụ kiện ở mỗi hàng GH cơ. Suzuki xl 2021 trang bị khối động cơ sang 4 xi lanh, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 103 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại 138 Newton mét tại 4.400 vòng phút, đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Ngoài ra, XL7 còn được gia cố thêm vật liệu cách âm và hấp thụ tiếng ồn, nhằm mang đến không gian nội thất yên tĩnh và thoải mái cho người ngồi bên trong xe. Trang bị an toàn Suzuki XL7 2021 sở hữu nhiều công nghệ an như hệ thống cân bằng điện tử ESP, hệ thống khởi hành ngang dốc, HHC, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi, cảm biến đầu xe. Xe cũng được trang bị hệ thống túi khí SRS và các điểm kết nối ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX. -E Đánh giá xe Suzuki XL7 2021. Ưu điểm: giá bán hợp lý, nội thất rộng rãi, trang bị nhiều tính năng an toàn, tiết kiệm nhiên liệu. Nhược điểm: ghế da chưa là trang bị tiêu chuẩn, không có sự tinh chỉnh ở hệ thống treo, động cơ hơi yếu.